Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 10 đô token Riho. Con này được xây dựng trên mạng Binance Smart Chain nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mang tên Ram Start Chatbot. Airdrop này sẽ chạy trong vòng 1 tháng nha các bạn. Nó sẽ phân phối cho các bạn. Rồi, giờ đầu tiên các bạn follow Twitter nữa. Trên Twitter các bạn theo dõi nè, rồi bạn mới đáp lên. Tiếp tục Winbot copy hashtag này và Winbot tăng hai người bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn chụp nhận như tweet nè, các bạn dán hashtag nó vào và tăng hai người bạn mình vào nha các bạn. Rồi các bạn trở về, các bạn xoay kênh channel nữa nè, rồi bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục các bạn rút consumer nè. Rồi xin consumer thì các bạn nào chưa có tài khoản thì đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Mình có tài khoản rồi mình đọc ghiền vào. Sau đó các bạn bấm vào up to wallet luôn các bạn. Rồi xuống đây các bạn bấm vào tôi không phải là cái máy nữa các bạn. Các bạn chọn xem mô tô. Rồi các bạn xác nhận nha các bạn. Rồi các bạn bấm vút nè. Rồi sau đó các bạn chụp màn hình lại giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn chạy về cũng bot đi các bạn. Submit edit. Tiếp tục cũng follow cái edit nè. Sau trên cái edit không có follow để mình chọn qua trang web cho mình. Rồi trên cái edit thì các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn like cho nó vài bài nha các bạn. Rồi các bạn comment luôn đi các bạn. Good airdrop. Rồi các bạn like nó vài bài đi các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại comment cái tít nè. Rồi tiếp tục các bạn submit detail nè các bạn. Rồi follow Twitter. Khoan để kiểm tra là follow cái dự án này chứ các bạn. Rồi các bạn follow kênh Twitter tiếp theo của nó các bạn. Xuống đây các bạn like đúng không? Rồi sau đó nó yêu cầu gì ta, gửi đường link và đọc file tại Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter mình ra nè, bạn nhấp vào ba anh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp vào ba anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè, các bạn sẽ check liên kết lên nè. Rồi mang ra chatbot nè. Tiếp tục các bạn gửi lại một link review với hashtag nè. Rồi thì các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tự quyết với hashtag này hai người bạn các bạn. Rồi các bạn lên cho bot nè. Community để mình khởi động bot lại các bạn. Sau này đáp lên submit detail lên nè, gửi đường link và đường file tới Twitter của mình nè. Các bạn chờ chút xíu. Rồi sau đó nó hỏi có tàn giả hashtag nha các bạn, bấm nút check nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn xôn chào tất cả các trang mạng xã hội của nó nè, kênh group, kênh channel nữa nè, các bạn xôn chào hết nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút check submit wood consumer để wood. Rồi giúp đẩy thử. Rồi các bạn bấm nút check giúp nha các bạn. Sau đó các bạn check media submit like. Rồi tiếp tục các bạn gửi link bot tăng hai người bạn hồi nãy nha các bạn. Thì bằng mở Twitter tất cả các bạn ra nè, các bạn chia sẻ tất cả bài nãy nè. Nó kêu mình download link form. Đây mình có thử cái này gì ta. Nó kêu mình download ảnh này chi từ mình tải xuống coi. Này bot này không có lạ. Cái này thì các bạn download một bức ảnh đó các bạn copy hashtag này nè. Giờ tặng hai người bạn nè. Làm vòng vo để mình copy cái link này lại. Rồi nó kêu các bạn chia sẻ cái bài đăng của nó. Rồi, các bạn ghi dự án tốt hay là gì đi tùy các bạn nha bạn. Các bạn chia sẻ bức ảnh đó nè. Rồi các bạn dán hashtag và tặng
hai người bạn của mình vào các bạn, rồi bạn đang test nè. Bot này làm cho rồi sau đó các bạn bấm vào chia sẻ nè, các bạn sẽ chết liên kết nè, rồi các bạn gỡ cái link bot vào đây nè, rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ bi sẽ mang trên bet 20 trên giấy chocolate của tất cả các bạn nha các bạn, sao chép nè. Rồi các bạn gỡ vào đây, rồi các bạn bấm ai heo son không lách tắt nè, rồi chú heo web mình đã nhận được 10 USDT này các bạn. Đây liên dép của tất cả các bạn gì có liên dép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm tôi cần nha các bạn. Xin vậy video mình đến đây mới kết thúc rồi các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.